Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng mình dạo quanh khu bãi cát để tìm kiếm những chiếc xe được chim mới nha. Các bạn ơi, đây mình thấy có chiếc xe gì nữa các bạn. À, chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. Xe này phòng cháy chữa cháy nha, mình có thể dập lửa được các bạn. Đây, đằng trước có hai cái đèn báo động nè các bạn ơi. Thường là những chiếc xe cứu hỏa màu đặc trưng quá là màu đỏ nha các bạn. Động cơ của nó cũng rất là mướt luôn. Rồi, mình đem về mình dập lửa nha. Ở bụi cây này có chiếc xe gì nè các bạn. Đây một chiếc xe bồn các bạn. Nó bị dính bùn rồi. Mình đem về mình rửa sạch sẽ mình chơi nha. Và cái bồn đó mình cũng có thể chứa nước được luôn nha mấy bạn. Màu đỏ xám. Ê, trong bụi cây này có chiếc xe gì nữa nè mấy bạn ơi. À, để mình xem. Chiếc xe tải thùng mà mấy bạn ơi, màu xanh hồng. Rất là đẹp luôn. Đằng sau đó mình có thể mở lên mở xuống nè các bạn, cái thùng xe bên trong rất là rộng luôn nha, có thể chứa được rất là nhiều đồ. Rồi cho em mấy dầu sọt luôn nha các bạn. Ở chiếc xe cẩu nó ló một cẩu ra các bạn ơi. Đây xe cẩu múc cát, để mình xúc cát thử nha. Đó, xúc được rất là nhiều cát luôn nha mấy bạn. Xe màu xanh dương. Có một chú tài xế ngồi lái bên trong này nhìn rất là dễ thương nha. Rồi đem về xúc cát chơi nha mấy bạn. Ở Dũng Nước này có chiếc xe container màu xanh lá nữa mấy bạn. Wow, rất là to luôn bạn. Cái hùng đó mình có thể chứa đồ bên trong được nha. Rồi đem về mình đi chở hàng nha các bạn. Đem về mình chở hàng mình chơi nha. Sắp được đầy sọ được chơi rồi các bạn. Và ở đây có hai chiếc xe trộn bê tông trên cây cầu này nữa bạn. Một chiếc siêu to khổng lồ, một chiếc mini nha. Để mình xem chiếc xe mini này nha các bạn. Cái bồn nó nhỏ chứa được ít bê tông bên trong này mấy bạn. Màu xanh dương. Còn chiếc xe này nè có thể chứa được rất là nhiều bê tông bên trong luôn bạn. Cái bồn siêu to luôn. Đầu cũng lông siêu ngầu ba sừng luôn nha các bạn. À, xe này có biển số và đèn nha đầy đủ luôn, xịn sò chứ mấy bạn ơi. Rồi cho xe chạy nha. Wow, động cơ rất là mướt luôn các bạn. Rồi mình lụm hết về mình chọn bê tông mình chơi nha. Ê, nó nhắm cái bồn rồi các bạn. Để mình lụm lại nha. Có cái bồn này mới chứa được bê tông mấy bạn ơi. Rồi video của mình tới đây kết thúc. Xin chào bạn.